Các bạn đang nghe truyện bắt đầu tu hành từ tiễn thuật trên kênh TV Audio CV. Chương 656, Thiên Đô Mang Tộc, Lan Cư Tu Sơn, 2. Từ thúc, tô sáng lớn tiếng hét, người mau đưa Linh Nhi chạy đi, trong thành nhất định sẽ phái người tới, được được, ta biết rồi. Hán tử trung niên vác đứa con gái bị ngất vì quá sợ hãi, tô sáng, còn ngươi thì sao? Thiếu niên không trả lời, chỉ cầm cung tên lao vào trong biển lửa. Vèo 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 liên tục bắn tên ra ngoài. Mỗi mũi tên đều có thể bắn trúng cổ họng của mang tộc. Không bao lâu sau, đã có hơn chục mạng người bị cướp đi. Đôi mắt của Tô Sáng như chim ưng, liên tục dương cung bắn tên. Rất nhanh, đã thu hút sự chú ý của mang tộc. Một tên mang tộc luyện cốt cảnh cưỡi ngựa lao về phía thiếu niên. Vèo 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 Tô Sáng bắn liên tiếp mấy mũi tên. Tuy nhiên, tất cả đều bị chiếc khiên tròn trong tay đối phương chặn lại. Nhìn thấy mang tộc lao tới trước mặt, hắn cúi xuống nhặt một thanh đao dài chém tới. Chỉ thấy thiếu niên chỉ cảm thấy như mình đâm sầm vào một ngọn núi, xương cánh tay gãy nát, thanh đao dài trực tiếp tuột khỏi tay bay ra xa mấy trượng, bản thân hắn cũng đập mạnh vào tường, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ngã xuống đất không thể động đậy được nữa. Đao mang lóe lên trước mặt hắn. Đúng lúc này tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ nghe, ầm, một tiếng, giống như một con rồng đen gào thét bay qua, cả đầu của tên tướng lĩnh mang tộc nổ tung, những thứ màu đỏ trắng bắn ra như mưa lớn, văng đầy lên người tô sáng. Đùng, cùng với tiếng vang trầm lặng, con rồng đen rơi xuống bên cạnh hắn. Đó là một mũi tên phát ra ánh sáng đen. Nhìn theo hướng mũi tên bắn tới, chỉ thấy trong ngọn lửa hỗn loạn địa ngục, một bóng dáng khỏe mạnh ngồi trên con ngựa trắng từ từ thu cung, liếc nhìn hắn một cái rồi dục ngựa rời đi, trong tay trường thương ánh lên màu bạc, nơi đi qua mang tộc đều ngã xuống ngựa, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở cuối bóng tối. Quân Bắc Lương, quân Bắc Lương tới rồi, là trần tam thạch của Hồng Trạch Doanh, những người dân làng đang chìm trong nỗi sợ hãi như nắm được cọng rơm cứu mạng, đồng loạt hô vang lên. Quân Bắc Lương như mặt trời xua tan mây đen. Chưa đầy một khắc. Mang tộc trong phong khê thôn đã bị quét sạch. Thổi tên, ra lệnh cho quân trung bộ trong trường thành thu hẹp vòng vây, không cho phép một tên nào chạy thoát, giá, trần tam thạch thúc ngựa tăng tốc, cây cung lớn trong tay vang lên ong ong, liên tục gặt hái mạng sống của mang tộc, cho đến khi hưng phấn, dứt khoát cầm trường thương xông vào đám đông, nơi mắt nhìn thấy đều là kẻ địch, trường thương trong tay hắn quét ngang bốn phía, cuồng phong nổi lên như vòi rồng, như chúng không người không gì cản nổi. Hàng trăm kỵ binh mang tộc sợ vỡ mật. Người đáng sợ như vậy, người cuối cùng xuất hiện trong quân Bắc Lương chính là Lữ Tịch nghe nói người này giỏi dùng cung thuật vậy mà thương pháp này còn đáng sợ hơn mưa máu đao quang trần tam thạch cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người chỉ cần thấy người là đâm một thương cho đến khi áo giáp của những người xung quanh đều đổi sang kiểu dáng và màu sắc khác hắn mới dìm ngựa dừng lại quay đầu lại khắp nơi đều là xác địch đại nhân hạ tùng báo cáo lỗ hổng ở trường thành đã được lấp kín kỵ binh mang tộc may mắn xâm nhập cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn tiếp theo chúng ta về thành hay là đóng quân ở trường thành trần tam thạch ra lệnh trong thành có đại sư huynh bọn họ xử lý chuyện quan trọng hơn vẫn là trường thành rõ rất nhanh trần tam thạch đã đến lầu thành của trấn bắc môn trường thành hắn đứng ở mép thành nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của kỵ binh mang tộc cách đó và dặm đang lần lượt rút lui dường như không có ý định tiếp tục tấn công thành cuộc tấn công trước đó có khả năng chỉ là thăm dò mà thôi cho đến khi trời sáng lại có mấy đội giả dạ bất thu quay về. Đại nhân, phát hiện doanh trại mới dựng của mang tộc ở khu vực Hổ Khâu Sơn, khu vực Mã Não Hà cũng có. Sau khi tổng hợp tình báo, cơ bản có thể biết được, mang tộc đã áp sát toàn tuyến ở Bắc Cảnh. Tuy nhiên tình báo cụ thể, tạm thời chưa rõ ràng. Tiếp tục thăm dò và báo cáo, tìm hiểu rõ ràng xem cụ thể có bao nhiêu binh mã ở khu vực Hổ Khâu Sơn, ai là người tọa trấn. Rõ khoảng giữa trưa. Trong thành truyền tin ra, cơ bản đã dẹp yên được loạn lạc của các tông môn. Chỉ là Thiệu Ngọc Kinh, ôn thực, cùng với không ít võ giả cảnh giới trảm linh đều biến mất, không biết đã đi đâu, tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, nếu không kịp thời phát hiện những người này bị khống chế, nếu để đến khi khai chiến mới phát hiện, không biết sẽ gây ra loạn lớn như thế nào. Trần Tam Thạch nhớ lại. Đêm qua, cơ bản là cùng thời điểm phát hiện ra điểm bất thường của các tông môn trong thành, thì bên ngoài trường thành xuất hiện địch tập kích. Có thể chắc chắn. Giữa hai việc này nhất định có liên quan. Trận bắt phạt này, e là không thể trì hoãn thêm được nữa. Đại nhân, Điện Hạ triệu tập 14 chủ tướng, về thành nghị sự. Cách đó vạn dặm. Thiên Đô Thành. Vũ Văn, Mộ Dung, Thác Bạc, Đoạn Thị, là bốn anh hùng lớn của Đại Mạc. Bọn họ đều là mang tộc, nhưng thực tế đã không hòa hợp với nhau hơn một ngàn năm nay. Thường xuyên xảy ra chém giết lẫn nhau, đều muốn thôn tính đối phương. Cho đến gần trăm năm nay, vì chống lại đại thịnh, xâm chiếm trung nguyên màu mỡ hơn, mới dần dần liên kết lại với nhau, thành lập liên minh thảo nguyên, mỗi khi có chiến sự với đại thịnh, đều cùng nhau xuất chinh cùng nhau rút quân. Nhưng dù vậy, vẫn là lòng người cách bụng, không tránh khỏi tính kế lẫn nhau. Nhưng vào thời khắc này, hôm nay, đại hãn của bốn bộ tộc lại tụ họp với nhau chưa từng có. Lan cư tu sơn, thảo nguyên đại mạc cũng chia thành nơi nghèo nàn và nơi giàu có. Dãy núi âm sơn chính là ranh giới giữa mạc nam và mạc bắc. Phía nam dãy núi, khí hậu tương đối ôn hòa, thích hợp để chăn thả gia súc. Mang tộc có thể ngày càng lớn mạnh, chính là dựa vào tài nguyên phong phú của Mạc Nam. Lan Cư Tu Sơn là một trong những dãy núi âm sơn, Truyền thuyết thời thượng cổ từng có vạn yêu tụ tập ở đây, cho đến khi thần lang hạ phàm xua đuổi vạn yêu, nhân tộc mới có thể sinh sôi nảy nở ở nơi này. Vì vậy, đây là thánh địa trong lòng bốn bộ tộc mang tộc. Địa vị của nó tương đương với núi Tử Vi trong lòng người Trung Nguyên. Ngày này, đại hãn của bốn bộ tộc mang tộc hiếm khi cùng nhau hội họp. Leo núi tế tổ ở nơi này ba trăm năm trước, thiên tộc ta từng làm chủ Trung Nguyên hơn trăm năm, không ngờ thịnh thái tổ Tào tiệp xuất hiện, khiến thiên tộc ta phải rút về Đại Mạc, chịu đựng 300 năm nhục nhã, nhưng cũng chỉ đến đây thôi, trong bốn bộ tộc Thảo Nguyên, Thác Bạc là mạnh nhất. Đại hãng Thác Bạc dơ bát rượu lên, nói với ba vị đại hãng còn lại, thịnh triều một nát, khí số đã tận, lần này chúng ta có vua thần giáo và tiên sư cổ ma tộc trợ giúp, không chỉ có thể lấy lại Trung Nguyên, còn có thể tắm máu Trung Nguyên, bước vào con đường trường sinh, từ nay về sau, người Trung Nguyên sẽ không bao giờ có ngày ngẩng đầu lên nữa, hoàng đế thịnh triều đó thật đáng cười, đại hãng Vũ Văn cười lạnh, nếu không phải hắn trợ giúp Vân Châu 10 ngày, chúng ta cũng không có cơ hội thông qua. Viết tế mở ra một khe hở trong phong ấn của trời đất, nhận được sự trợ giúp của tiên sư cổ ma, đúng vậy. Đại hãng Mộ Dung nói theo, lão hoàng đế của thịnh triều vì muốn sống thêm 2 năm, chuyện gì cũng dám làm, mấy triệu dân chúng, chật chật, cho dù là giết trâu giết dê, chúng ta cũng phải tốn một phen công sức. Hắn đã đạt được mục đích, kéo dài thêm 20 năm, có thể tiếp tục theo đuổi tiên đạo của hắn. Đại hãng đoạn thị cười lạnh nói, chỉ tiếc, e là gian sơn của hắn không có thọ nguyên lâu như vậy. Tiên sư của cổ ma tộc đã nói. Đại hãng thác bạc nói, chìa khóa của lần này, chính là tôn tượng tông, cho nên, đại giáo chủ mới đặt mắt trận của huyết tế ở cuối đường của sát mạch này, sau khi đại trận và sát mạch phục hồi khởi động, cho dù là họ tôn kia, cũng không có cách nào. Chúc mừng thiên tộc, chúc mừng! ngay khi đại hãn nâng rượu kính trời ở mép tế đàn đại tế ti của vu thần giáo mặc áo choàng đen phấp phới dường như cảm nhận được điều gì đột nhiên mở mắt ra vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm trọng cái này đại tế ti đại hãn thác bạc hỏi có vấn đề gì không cực âm cổ đại tế ti trầm giọng nói nội gián chôn trong thành đã bị bại lộ sao lại bại lộ đại hãn vũ văn căng thẳng hỏi có ảnh hưởng gì đến đại kế không không có gì đáng ngại. Đại tế ti lạnh lùng nói, huyết tế vốn cũng chuẩn bị gần xong rồi, dứt khoát bắt đầu trước đi. Thành Lương Châu Lục Hoàng tử Tào Hoáng triệu tập 14 chủ tướng của quân Bắc Lương lại một chỗ, trước xa bàn lớn, bàn bạc về tình hình đêm qua và chiến sự sắp tới nên sắp xếp như thế nào. Lần này, Tào Hoáng nói, may mà Trần Tướng Quân phát hiện ra điểm bất thường của các tông môn trong thành. Thật không ngờ, những tông chủ này lại chính là kẻ chủ mưu lớn nhất, nếu sau khi khai chiến còn để bọn họ ở trong thành hậu quả không thể tưởng tượng nổi tôn đốc sư vẫn chưa trở về thành lương châu hôm nay bổn vương mời các vị tướng quân đến là muốn bàn bạc trước một chút tiếp theo nên làm thế nào kế hoạch ban đầu là năm tháng sau mùa xuân tiến quân lên phía bắc sau chuyện đêm qua mọi người cho rằng nên tiếp tục giữ nguyên hiện trạng hay là nên có một số thay đổi đương nhiên là phải giữ nguyên kế hoạch ban đầu chủ tướng thiên ưng doanh đứng lên nói ai cũng biết mang tộc chủ yếu là du mục mỗi khi vào cuối thu, cỏ dồi dào, người khỏe ngựa béo, là thời điểm chúng hùng mạnh nhất. Ngược lại, đến mùa đông, lương thực, cỏ của chúng sẽ khan hiếm, sau một thời gian tiêu hao, đến mùa xuân năm sau, thường là lúc suy yếu nhất. Ngược lại với quân Bắc Lương chúng ta, lương thảo đã được dự trữ trước mấy năm, hoàn toàn không có lo ngại như vậy. Đợi đến mùa xuân năm sau. Lấy mạnh của ta đánh yếu của địch, trong tình thế này, nhất định có thể đánh thắng, lý tướng quân nói đúng, ta đồng ý với lý tướng quân có mấy chủ tướng lên tiếng hưởng ứng lữ tướng quân tào hoán điểm danh hiện tại trong số những người ở đây người có thâm niên trong quân lâu nhất kinh nghiệm phong phú nhất ngươi cho rằng tiếp theo nên làm gì theo ý ta lữ tịch ung dung nói chuyện đêm qua tuyệt đối không phải trùng hợp cộng thêm động thái của chúng ở tiền tuyến chứng tỏ chắc chắn còn có âm mưu lớn hơn tiếp tục kéo dài thì chẳng khác nào bị chúng dắt mũi rơi vào thế bị động không bằng bất ngờ chủ động tấn công Trần tướng quân. Tào hoán lại hỏi, ngươi thấy thế nào, mọi người đều liếc nhìn. Hiện tại Trần Tam Thạch, đã là người có uy vọng hàng đầu trong quân Bắc Lương. Ta đồng ý với ý kiến của Lữ tướng quân. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, hành động trước đi, phòng tướng quân thấy thế nào, ừ phòng thanh vân vì lý do sức khỏe, lần này được sắp xếp ở lại thành Lương Châu. Ông khẽ gật đầu, không chỉ có chúng ta biết mang tộc suy yếu vào mùa xuân, chính chúng cũng biết, vậy mà thời điểm này chúng lại dám chạy đến tiền tuyến, chứng tỏ chắc chắn có chuẩn bị. Bất ngờ tấn công, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Tiên sinh hứa. Tào hoáng chuyển ánh mắt. Hứa văn tài phe phẩy quạt lông, u u nói, vi thần cho rằng, nên hành động. Cuối cùng. Bảo thủ và tấn công mỗi bên chiếm một nửa. Nhưng những người đồng ý tấn công, đều là những người có uy danh hiển hách như Trần Tam Thạch, Lữ Tịch. Cuối cùng, Tào Hoán đập bàn nói, trước khi Tôn Đốc Sư trở về, Bổn Vương tạm thời thay chức thống soái có quyền quyết nghị. Bổn Vương không đánh trận nhiều, nhưng cũng biết cơ hội chiến đấu không thể bỏ lỡ. Truyền lệnh xuống, 20 vạn binh mã ở Bắc Cảnh sẵn sàng xuất phát, một tháng sau, xuất chinh Thảo Nguyên, sau đó, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng xem trận này nên đánh như thế nào. Hơn 10 tướng quân bàn luận sôi nổi kết luận đưa ra là dù thế nào cũng phải lấy được hổ khâu sơn trước ngọn núi này có vị trí đặc biệt nếu tiếp tục tiến quân mấy ngàn dặm cần một điểm neo để ổn định việc vận chuyển lương thảo hổ khâu sơn chính là lựa chọn tốt nhất tuy nhiên cho đến nay mọi người vẫn chưa rõ ràng về bố trí binh lực của mang tộc ở hổ khâu sơn chỉ biết tể tướng của bộ vũ văn tọa trấn ở đó chỉ dựa vào tin tức do thám và giả bất thu mang về chưa chắc đã chính xác hoàn toàn binh giả quỷ đạo cũng là đạo lý mà chúng hiểu rất rõ, lần này là đại chiến liên quan đến vận nước, không thể lơ là. Tào Hoán nói, nếu bổn vương nhớ không nhầm, vị trí của hổ khâu sơn vừa vặn nằm trong khu vực do ngươi phụ trách quan sát, ngươi là người quen thuộc nhất với địa lý địa hình ở đó. Năm ngày sau, ngươi dẫn theo 800 kỵ binh nhẹ, đi thăm dò một chút, được không, không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đồng ý hắn cũng có ý này. Một cuộc họp quân chính kéo dài đến giờ tuất đợi đến khi các tướng rời khỏi vương phủ bên ngoài đã là một màu đen kịt hơn nữa từ hôm nay trong thành lương châu giới nghiêm càng thêm yên tĩnh các sư huynh đệ phòng thanh vân xuất hiện ở cuối con đường đừng đi vội đại chiến sắp tới chúng ta một nhà tụ tập một chút đi được 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 mong quản tính vui mừng ta nhớ ngươi từng giấu một vò rượu ngon cũng đến lúc lấy ra rồi đi thôi trình vị nói chúng ta sư huynh đệ vốn cũng không gặp nhau nhiều. Ta bắt được một con trâu ngô. Trần Tam Thạch nói, phái người đi lấy một chuyến, làm đồ nhắm rượu. Mười sư huynh đệ, tốt ba tốt năm đi cùng nhau. Nói về cảnh giới võ đạo, thực ra người yếu nhất vẫn là Trần Tam Thạch, các sư huynh sư tỷ của hắn đều là trảm linh viên mãn, chỉ mắc kẹt ở Bô Tơ Len võ thánh mà thôi. Đến đốc sư phủ. Tôn Bất Khí và Tôn Ly cũng có mặt. Chỉ thiếu sư phụ. Tam sư huynh nhiếp viễn thấp giọng nói, chúng ta mới thật sự đoàn tụ. Đúng vậy. Mông quản tính bô bô nói, đã bao lâu rồi không gặp sư phụ người. Gần năm sáu năm nay cũng ít gặp. Trần Tam Thạch thì mới gặp, nhưng cũng không biết hiện tại sư phụ đang ở đâu, đang làm gì. Các vị tướng quân, tiệc rượu ở đương quy viện. Một tiểu nha hoàng dẫn đường. Chỉ thấy, tiệc rượu không chuẩn bị trong nhà, mà bày ở dưới gốc cây quế giữa sân, hai bên là nhiều cây xanh và cây cảnh, trên đầu là bầu trời đêm treo một vầng trăng sáng. Một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi ở vị trí chủ tọa, sư phụ. Mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh niềm vui này đã tan biến, bởi vì bọn họ chú ý tới sắc mặt của sư phụ vô cùng tệ, dường như không phải mới biến mất hai năm mà trên người ông đã trôi qua thêm hai mươi năm tuổi tác tầng tầng lớp lớp vẻ già nua và suy yếu chồng chất, trông như thể sắp chết đến nơi. Sư phụ Mọi người đồng thanh Một người luôn trầm lặng ít nói như Diệp Phụng Tu cũng ném thanh kiếm trong lòng lao lên. Người làm sao vậy, các sư huynh đệ vây quanh thành một đoàn. Các ngươi muốn làm lão phu nghẹt thở sao, tôn tượng tông không kiên nhẫn phức tay, tránh ra hết đi. Mọi người cũng chỉ có thể làm theo. Sư phụ Chỉ có Dung miễn Thu ở lại bên cạnh, người làm sao vậy năm nay lão phu vừa tròn một trăm tuổi tôn tượng tông lý lễ hùng hồn nói già đi không bình thường sao trong các ngươi có đứa nào sống lâu hơn ta không đây đúng là sự thật trong lòng mọi người vẫn không thoải mái nhưng bầu không khí tổng thể đã khá hơn một chút quản gia của đốc sư phủ mang đến một vò rượu bắt đầu rót rượu cho từng người rượu này là linh tửu tôn tượng tông chậm rãi nói không chỉ uống vào sẽ say cho dù vận công tiêu hóa cũng sẽ đau đớn kinh mạch mấy ngày mười người các ngươi lần lượt luyện một lần công pháp mà mình tu luyện cho ta xem lão phu phát hiện một lỗi sai thì sẽ uống một bát đại sư huynh bắt đầu từ ngươi vâng sư phụ lữ tịch cầm phương thiên hỏa kích đánh ra một bộ kích pháp vương bá hào sản sau đó là lão nhị lão tam cho đến lão thập ngũ trần tam thạch đúng vậy theo thứ tự thực ra hắn là đệ tử thứ 15, phía trước còn có năm vị sư huynh, đã cùng nhau bỏ mạng trong một trận chiến. Lão nhị, thương pháp của ngươi vẫn như cứt chó, uống năm bát đi. Lão tam, kiếm pháp của ngươi quá nóng vội, uống bốn bát đi. Lão, lão lục, đừng giấu nữa, lão phu còn không biết ngươi đã trở về sao. Vẫn như trước đây, đã nói rồi ngươi thích hợp luyện đao ngắn, cứ khăng khăng muốn luyện trường đao, cũng không đi tè một bãi soi gương. Uống nhiều vào, đau cũng phải nhịn, lão cử, ngươi không tệ, uống ba bát đi. Không tệ cũng phải uống, dung miễn thu cầm roi sắt khựng lại. Bảo ngươi uống thì uống đi, Trần Tam Thạch. Ngươi cút đi, lười xem ngươi luyện. Trần Tam Thạch vốn đã cầm trường thương chuẩn bị sẵn, có chút xấu hổ thu tay lại. Khụ 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 một cơn gió đêm thổi qua, công tượng tông đặt nắm đấm lên miệng khẽ ho khan Được rồi, các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, còn kém xa so với tuổi của ta, ngồi xuống ăn cơm đi. Tiểu nha đầu, ngươi cũng qua đây. Hắn nhìn Tôn Ly, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng đã không thích luyện võ, thì hà tất phải ép buộc bản thân. Sau này đừng luyện nữa. Đúng vậy, mong quản tính lớn tiếng nói, có chúng ta ở đây, sư muội ngươi không cần luyện nữa. Ừ lữ tịch nói, sư muội có sư huynh ở đây, cần gì phải tu luyện nữa, đúng vậy. Tôn bất khí đương nhiên nói, ta vẫn luôn nghĩ như vậy đùa gì vậy bàn này toàn là trảm linh viên mãn và võ thánh tương lai hắn từ nhỏ đã biết luyện võ vô dụng rung đùi mới là chính đạo ngươi cút ra ngoài đi không cho ngươi lên bàn ăn cơm tôn tượng tông đập bàn lại ho hai tiếng a ê, ê, sư huynh ngươi làm gì vậy mong quản tính sách tôn bất khí trực tiếp ném hắn ra khỏi sân sư phụ người đừng tức giận tôn tượng tông tự rót cho mình một ly rượu nhấp một mụn rồi bắt đầu ăn thức ăn sư phụ động đũa đồ đệ mới dám ăn theo một bữa rượu kéo dài đến giờ tí mới kết thúc địa điểm tụ họp của bọn họ cũng từ trong sân chuyển vào trong sảnh từ uống rượu chuyển thành uống trà dung yển thu và tôn ly một trái một phải đỡ tôn tượng tông ngồi xuống ghế thái sư lão nhị ngươi quỳ xuống hả trình vị không hiểu nhưng vẫn lập tức làm theo người đó từ nhỏ đã hẹp hòi đến giờ vẫn không thay đổi tôn tượng tông nói có lúc tính toán quá tỉ mỉ không phải là chuyện tốt sau khi trở về ngươi chép bộ tâm kinh này một vạn lần bên cạnh quản gia đã chuẩn bị sẵn đồ sư phụ nhị sư huynh trình vị đột nhiên hiểu ra mục đích của sư phụ đột nhiên gọi tất cả mọi người đến vào hôm nay quỳ ở đó run rẩy hồi lâu không nói được lời nào lão tam tôn tượng tông gọi người tiếp theo nhiếp viễn nặng nề quỳ xuống xin sư phụ chỉ dạy, kiếm pháp trước đây của ngươi không thích hợp với ngươi, hoặc là nói, dưới trời đất này không có kiếm pháp nào thích hợp với ngươi. Tôn tượng Tông Ho Khang nói, Lão Phu đã sáng tạo cho ngươi một bộ kiếm pháp mới, nên mạnh hơn bộ ngươi luyện trước đây, sau khi trở về hãy thử cho tốt. Đa tạ sư phụ, bùng, nhiếp viễn nặng nề dập đầu. Lão ngủ, tôn tượng tông vẫy tay, trận này đánh xong, ngươi hãy đi đi, đến linh ẩn tự, ở đó có vị trí của ngươi, vi sư biết, thực ra ngươi là người từ bi nhất trong số các sư huynh đệ những năm này đã ủy khuất ngươi rồi sư phụ mong quản tính chắp tay trước ngực lão lục tôn tượng tông tiếp tục nói ngươi có biết sai không đồ nhi biết sai cung trực khóc lóc thảm thiết đồ nhi không nên hành động theo cảm tính ngươi còn biết mạng của tôn bất hối là mạng còn mạng của một vạn năm ngàn tướng sĩ huyền vũ doanh thì không phải mạng sao may mà ngươi gặp may Đi theo sư để ngươi dết trở về, nếu không, lão phu cả đời này cũng không muốn gặp ngươi, tôn tượng tông thực sự tức giận, sau khi quát mắng một trận, dần dần bình tĩnh lại. Ở đây có một số bảo dược, là ta đến cực bắt lấy về, ngươi hãy cầm lấy đi, đã chọn trở về, thì phải luôn luôn rõ ràng vị trí của mình nên làm gì. Lão thất, vi sư đã đến Khánh Quốc, tìm bạn cũ rèn cho ngươi một thanh kiếm, ngươi cũng nhận lấy đi. Từ nhỏ ngươi đã nặng lòng, không có việc gì thì đi ra ngoài nhiều một chút, đừng luôn luôn nghĩ đến kẻ thù, cô nương mà ngươi thích, sư phụ đã cầu hôn giúp ngươi rồi, đánh xong trận này ngươi hãy đi thành thân đi. Sư phụ Diệp Phụng tu hai tay nhận kiếm, đồ nhi ghi nhớ. Lão cử, ngươi cũng vậy. Tôn tượng tông nói, chuyện năm đó, dẫn đến suy nghĩ quá nặng, sát khí quá nặng, sau này rảnh rỗi hãy đi theo lão ngũ tụng kinh Phật, cột rửa sát khí đi, vi sư cũng đã sáng tạo cho ngươi một bộ tiên pháp, còn có một số đan dược. Lão cử ghi nhớ. Dung Yển Thu dập đầu. Trần Tam Thạch. Đồ Nhi có mặt. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng quỳ xuống, lắng nghe sư phụ giảng dò. Ngươi là đệ tử nhỏ tuổi nhất, cũng là đệ tử đóng cửa của Lão Phu. Tôn tượng Tông U nói, nhiều sư huynh sư tỷ của ngươi, từ nhỏ đã đi theo Lão Phu, có người còn do Lão Phu nuôi lớn, cho dù là người được chọn, cũng đã đi theo ta nhiều năm rồi. Nói công bằng, tình cảm giữa ngươi và lão phu vốn nên không sâu đậm bằng các sư huynh sư tỷ của ngươi nhưng dù sao đi nữa ngươi và ta cũng là thầy trò một hồi sau này mong rằng ngươi có thể chăm sóc tôn bất khí và sư tỷ của ngươi sư phụ nói quá lời trần tam thạch vội nói đồ nhi bái nhập sư môn chưa lâu nhưng đã học được võ nghệ của sư môn lại được sư phụ chăm sóc rất nhiều trong lòng đương nhiên nên coi các sư huynh sư tỷ như người thân ha ha tiểu tử nhà ngươi tôn tượng tông dường như có chút cảm khái có rất nhiều chỗ giống với lúc lão phu còn trẻ nhưng cũng có chỗ hoàn toàn không giống sau này nếu gặp phải vấn đề tương tự mong rằng ngươi có thể làm tốt hơn vi sư những người khác ra ngoài trước đi ra ngoài phòng thanh vân gật đầu ra hiệu cho những người khác làm theo lập tức các sư huynh sư tỷ đều hiểu được điều này có nghĩa là gì hôm nay sư phụ rõ ràng đang sắp xếp hậu sự mỗi người đều nhận được quà tặng hơn nữa đều vô cùng quý giá chỉ có tiểu sư đệ ở lại một mình đây là đang nói với bọn họ muốn truyền y bát còn đại sư huynh đâu cũng chưa chắc đại sư huynh vẫn chưa nói gì bọn họ ra ngoài sân chỉ thấy lữ tịch đang đi đi lại lại ở cửa sau khi do dự mấy lần mới chọn đi ra khỏi phòng sư phụ trần tam thạch nhân cơ hội lấy ra linh châu lần biệt ly này chưa kịp trả lại vật này tiểu tử tôn tượng tông không nhận mà giọng điệu bình thản hỏi, cảm thấy tu tiên giới như thế nào, sau này còn định đi con đường này không? Tiên giới tàn khốc, hơn xa phàm gian. Trần Tam Thạch gật đầu, nhưng tương lai Đồ Nhi vẫn sẽ đi sông pha, dù sao hai chữ trường sinh ai cũng khao khát, Đồ Nhi cũng không ngoại lệ. Lão tứ chắc đã nói với ngươi, vốn lão phu không muốn ngươi đi. Tôn Tượng tông nhẹ nhàng thở dài, sau đó trầm giọng nói, nhưng nếu ngươi đã muốn đi con đường này, vi sư cũng không có gì để tặng chỉ có một linh mạch tặng cho ngươi hy vọng có thể giúp đỡ cho tiên đồ của ngươi tặng cho ta trần tam thạch đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì có nghĩa là hắn có thể là tán tu duy nhất không cần đến tu tiên giới cũng có thể tu luyện tiên đạo có thể tránh được vô số nguy hiểm tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên món quà này rất nặng đợi ta chết tôn tượng tông gõ gõ chiếc nhẫn ngươi hãy lấy đi bên trong có công pháp trên võ thánh và một cây trường thương có long đảm lượng ngân thương ở đó bọn họ sẽ nhận ngươi nhưng cũng cần chính ngươi có uy vọng hiểu ý ta không trận chiến minh châu ngươi không đi theo tám đại doanh đông khánh cũng không chỉ có đánh tốt trận thảo nguyên này ngươi mới có thể thật sự khiến bất cảnh khiến tám đại doanh tâm phục khẩu phục nhớ chưa thật sự đang sắp xếp hậu sự trần tam thạch không làm bộ làm tịch tráng nặng nề đập xuống đất đồ nhi ghi nhớ được không phải người ẻo lả tôn tượng tông nhếch môi lão phu đã nói rồi một trăm tuổi đã sớm nên chung xuống đất cũng không biết bọn họ đang buồn cái gì nhớ kỹ ngươi đã hứa với lão phu chăm sóc tốt tôn bất khí và sư tỷ của ngươi cứ coi như lão phu dùng gia sản đổi với ngươi được rồi ngươi đi đi tiện thể gọi đại sư huynh của ngươi vào vâng trần tam thạch đứng dậy rời đi tôn tượng tông mới cầm chén trà lên thấy hắn thật sự cứ thế rời đi cố ý ho khan lặp lại lão phu bảo ngươi chăm sóc tốt tôn bất khí và sư tỷ của ngươi ngươi nhớ chưa đồ nhi nhớ rồi trần tam thạch dừng bước phản ứng lại được ý của sư phụ hắn vội vàng quay người quỳ xuống lần nữa lớn tiếng nói sư phụ ở trên đồ nhi thích tôn sư tỷ muốn cưới sư tỷ về nhà một cách đường đường chính chính xính lễ ngày mai sẽ được đưa đến phủ mong sư phụ cho phép ừ lão phu sẽ suy nghĩ tôn tượng tông hài lòng phất tay đi đi cưới sư tỷ mấy chữ này giọng của trần tam thạch rất lớn các sư huynh sư tỷ trong sân đều nghe rõ mồn một chuyện này vốn là quan minh chính đại cũng không có gì cần giấu giếm ô trình vị cười nói tiểu sư đệ được đấy a di đà phật mong quản tính tụng phật hiệu thiện tai thiện tai cũng được dung miễn thu thở vào nhẹ nhõm nếu hắn còn không lên tiếng thì quá không hiểu chuyện rồi hả Tôn bất khí ở cửa sân cũng nghe rõ ràng, Trần Tam Thạch thật sự trở thành tỷ phu của ta rồi. Tỷ, tỷ nghe thấy không, trong bóng tối, không nhìn rõ vẻ mặt của Tôn Ly, chỉ nghe nàng nói, ngươi có ý kiến, không có không có. Mọi người đều rất vui mừng. Chỉ có khóe miệng của lữ tịch là nụ cười gượng gạo. Nhưng vẫn chưa đến lượt hắn, vẫn còn hy vọng. Kết cửa phòng mở ra. Đại sư Huynh. Trần Tam Thạch nói, sư phụ gọi ngươi vào được lữ tịch sải bước đi vào sau khi vào phòng đóng cửa lại sau đó nặng nề quỳ xuống sư phụ ba mươi mấy năm rồi tôn tượng tông nhìn hắn chậm rãi nói từ khi nhặt ngươi về từ nơi chiến loạn cũng đã ba mươi mấy năm rồi ân đức của sư phụ đồ nhi suốt đời không quên lữ tịch dập đầu trong miệng không nói gì nhưng trong lòng rất mong đợi ngươi đừng nghĩ nữa lòng đảm lượng ngân thương là của sư đệ ngươi tôn tượng tông nói thẳng im lặng khoảng mười mấy hơi thở sau giọng của lữ tịch lại vang lên đồ nhi đã biết long đảm lượng ngân thương cũng được nhưng đồ nhi muốn biết tại sao sư phụ ngay cả công pháp cũng không muốn truyền cho ta được rất được tôn tượng tông đậy nắp chén trà trong lòng có quán thì nên nói ra ngươi có thể nói thẳng ra vì sư ngược lại càng coi trọng ngươi hơn vậy nên lữ tịch cung kính nói sư phụ có thể nói cho đồ nhi biết Rốt cuộc là do tư chất của Đồ Nhi kém, hay là Đồ Nhi đã làm sai chuyện gì? Hắn dừng lại một chút, dường như nhớ ra điều gì. Hay là chuyện năm đó, sư phụ, chuyện năm đó, Đồ Nhi đã biết sai, cũng đã nghiêm túc hối lỗi, mỗi người chết đi, Đồ Nhi đều khắc tên của bọn họ lên bia, đặt ở nơi có phong cảnh đẹp nhất, 10 năm. Tôn Tượng tông nhà nhạc nói, lão phu từng chung chiếc nhẫn có công pháp dưới tấm bia đó 10 năm, nhưng ngươi chỉ lập bia cho vi sư xem, không cho rằng mình sai, chỉ cần ngươi đến xem một lần dù chỉ một lần cũng có thể phát hiện ra chiếc nhẫn, nhưng ngươi lại không đến xem lần nào. Cả người lử tịch trung lên, sững sờ tại chỗ. Tông pháp mà hắn mơ ước. Cứ như vậy bị chôn trong bùn đất 10 năm, chỉ cần hắn đến một lần, đến một lần là có thể lấy được hài tử. Tôn Tượng Tông Chân Thành nói, tâm tính của ngươi như vậy, không sửa được, ngươi và ta dù sao cũng là thầy trò một hồi, ta chỉ mong rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ không trở mặt thành thù với các sư đệ của ngươi sư phụ giọng của lữ tịch run rẩy có thể cho đồ nhi xem công pháp không đã học thần đạo hương hỏa thì cần gì phải khổ sở cầu xin nữa tôn tượng tông đặt chén trà xuống nhắm mắt lại tất cả vào đi sư phụ các sư huynh đệ lần lượt đi vào bọn họ nhìn thấy sắc mặt của đại sư huynh không tốt lắm biết rằng có chuyện gì đó có thể đã được quyết định lần cuối cùng nói một câu tôn tượng tông từ từ nói sư phụ là muốn nói về chiến sự sắp tới ung trực nói đúng vậy sư phụ người là đốc sư cũng là thống soái của quân bắc lương bao gồm cả lục hoàng tử điện hạ cũng vẫn luôn chờ người vi sư chính là muốn nói cho các ngươi tôn tượng tông bình tĩnh nói vi sư không đánh được trận nữa từ nay về sau bắc lương phải dựa vào các ngươi rồi sư phụ yên tâm mọi người cùng nhau quỳ xuống võ có đại sư huynh mưu có lão tứ và tiểu sư đệ trận này chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ chủ lực của bốn bộ tộc mang tộc, trả lại Thái Bình cho Bắc Cảnh, sư phụ người chinh chiến cả đời, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi, dưỡng già hưởng tuổi già, đúng vậy. Sư phụ, đợi đánh xong trận, chúng ta đều từ chức, đến chăm sóc người dưỡng già. Ha ha, đi xuống hết đi, lão phu muốn nghỉ ngơi rồi. Tôn tượng tông nhẹ nhàng phất tay, con đường sau này, phải dựa vào chính các ngươi đi rồi. Sư phụ, phịch chính đệ tử đồng loạt quỳ xuống dập đầu thật mạnh sau đó dưới sự ra hiệu của quản gia bọn họ không tiếp tục quấy rầy lần lượt rời đi lữ tịch là người cuối cùng rời đi đại ca tam sư huynh nhiếp viễn đuổi theo sao rồi chẳng lẽ sư phụ đã đưa hết cho sư đệ rồi lữ tịch bước đi với vẻ mặt u ám cả long đảm lượng ngân thương và công pháp trên vũ thánh cái này nhiếp viễn tính toán đây là truyền y bát cho tiểu sư đệ rồi sao lại như vậy tiểu sư đệ cũng tốt nhưng dù sao hắn cũng mới nhập môn hơn hai năm thôi sư phụ làm vậy có phải hơi vội vàng không đúng vậy sao lại như vậy lữ tịch đột ngột dừng lại sau đó nắm lấy vạt áo của sư đệ sư đệ ngươi nói xem rốt cuộc là vì sao luận về tu vi tư chất ta là tốt nhất luận về quân công danh vọng ta cũng là cao nhất luận về tình nghĩa chẳng lẽ ta không coi các ngươi như huynh đệ ruột thịt sao chỉ vì những người không đau không ngứa đó mà phủ nhận ta thật sự đáng sao nghĩ không ra ta thật sự nghĩ không ra những người đó có liên quan gì đến ta lại càng không liên quan gì đến sư phụ nói đến cuối hắn buông tay ra kìm nén dùng nắm đấm đập xuống đất hay nhiếp viễn thở dài nói thật lòng sư phụ là một người kỳ quái nhưng cũng có thể chính vì tiểu sư đệ mới nhập môn không lâu sư phụ mới chăm sóc hắn nhiều hơn sư phụ ẩn đi rồi lữ tịch trầm giọng nói vị trí đốc sư sẽ trống chỉ có ta ngồi vào vị trí đó mới có thể bảo vệ được các ngươi chắc là không có vấn đề gì nhiếp viễn phân tích cho dù sư đệ kế thừa long đảm lượng ngân thương lại cưới sư tỷ dưới tay cũng chỉ có một doanh binh luận về kinh nghiệm vẫn không bằng đại sư huynh hơn nữa bệ hạ chắc cũng sẽ thiên về đại sư huynh hơn trận này phải đánh cho tốt lữ tịch từ từ rút nắm đấm ra khỏi mặt đất giọng nói trở nên đặc biệt nặng nề và kiên định đánh cho bắc cảnh đánh cho thiên hạ xem lữ tịch ta mới là đại đệ tử dưới trướng tôn tượng là người mà quân bắc lương tương lai sẽ hướng về phịch 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 sáng sớm những người nông dân được thuê đến đặt từng thùng châu báu và lụa là trong sân phủ đốc sư lại có bà mối nổi tiếng nhất trong thành lương châu đến nói chuyện coi như chính thức cầu hôn ngày cưới được ấn định sau khi cuộc chiến thảo nguyên kết thúc việc cấp bách trước mắt vẫn là đánh tốt trận này đã. Chuyện ở dãy núi La Thiên, sư phụ không mở miệng, tức là đã có tính toán khác, mình vẫn nên tập trung vào quân vụ là được. Ngoài ra, chuyện cưới tôn sư tỷ cũng phải nói với Lan Tỷ Nhi một tiếng. Cố tâm Lan chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là căn nhà này có hơi không đủ hả, nhà có ba gian. Gian đầu là của nhà hoàng, gian thứ hai là của Lan Tỷ Nhi, hậu viện là nơi mình tu luyện, ở cùng với bọn ngưng hương bây giờ thêm tôn sư tỷ ít nhất cũng phải có thêm một gian nữa chưa kể đến trần vân khê ngày càng lớn sau này trần độ hà cũng cần có chỗ ở riêng nên đổi một căn nhà lớn hơn đương nhiên đối với trần tam thạch chuyện này không thành vấn đề hắn có thừa bạc lão gia về rồi tư cầm mặc họa ra đón ở cửa trần tam thạch không chậm trễ thời gian Mấy ngày nữa phải xuất phát đi hổ khâu sơn trinh sát Trước khi đi, tốt nhất có thể đột phá đến huyền tượng đại thành Dưỡng kinh đan đã ăn hết Chỉ luyện không thì chắc chắn không kịp Nhưng nếu có thể luyện ra thêm mấy viên dưỡng kinh đan Phối hợp với trái tim tẩu ngô Mấy ngày là đủ Lại bắt ta làm hả Chiêu chiêu bắt đầu bổ củi thêm nước Chuẩn bị cho việc luyện đan Đây là học việc Ngưng hương gõ đầu Ở tu tiên giới đều phải nộp linh thạch mới được học đấy ầm ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc lên. Trận văn của lò luyện đang lần lượt khởi động, hấp thụ dị hỏa vào trong, sau đó truyền dẫn vào bên trong. Trần Tam Thạch đứng ở bên cạnh, theo thời gian khác nhau, lần lượt cho các loại thiên tài địa bảo vào trong. Linh hòa chính là nguyên liệu cơ bản nhất. Hơn nữa dưới sự gia trì của lò luyện đan, linh hòa vào nước là tan, rất nhanh đã nhuộm cả lò nước thành màu xanh lục. Hơn nữa cần phải liên tục thêm vào một lượng lớn, theo từng đợt. Sau đó là những nguyên liệu khác. Hàng kim thảo, bảo chi mục, thư kinh hoa, mỗi thứ trong số này đều là thiên tài địa bảo mua từ đại trạch phường thị, cần phải ở nơi linh khí dồi dào, cộng thêm 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể sinh trưởng. Bất kỳ thứ nào trong số này, nếu lấy ra ở phàm giới đều có giá trị khó có thể ước tính được. Dưỡng kinh đan, trong đó chứa đựng 36 biến hóa lớn và 63 biến hóa nhỏ, phức tạp hơn bích cốc đan rất nhiều. Ầm, um, ung ung ung, sau khi nguyên liệu cho vào gần đủ Lò luyện đang bắt đầu phát ra phản ứng dữ dội, dường như bên trong đang kìm nén một cơn sóng dữ, Trần Tam Thạch điều động pháp lực, đặt hai tay lên trên, thông qua trận pháp và lò đan, hòa làm một, sau đó dùng thần thức cảm ứng biến hóa bên trong. Dù không phải lần đầu tiên sử dụng, hắn vẫn cảm thán về sự huyền diệu của lò luyện đan. Nguyên liệu, trận pháp, hình thái bất kể là thứ nào, cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hiểu được những bí ẩn trong đó. Bên trong lò luyện đan Hắn mơ hồ thấy từng thiên tài địa bảo trở nên vô cùng to lớn, dưới sự gia trì của dị hỏa và pháp lực, chúng liên tục va chạm vào nhau, trong mỗi lần va chạm đều chứa đựng đạo lý đại đạo. Không ngoài dự đoán, lần đầu tiên luyện chế dưỡng kinh đang lại thất bại. Hơn nữa nguyên liệu lãng phí sau đó, còn nhiều hơn cả bích cốc đan, phải thử đến 7-8 lần mới luyện ra được một viên kém đan, mãi đến lần thứ 9, hắn mới hoàn toàn nắm được bí quyết, thành thạo nắm giữ 96 biến hóa lớn nhỏ trong đó. Ông Đúng lúc này, kim y một cháy hết, trận văn của lò luyện đang giống như mất đi nguồn cung cấp năng lượng, một cái lại một cái tối đi, lò đang mở ra, bên trong là một viên đan dược màu xanh lục. Dưỡng kinh đan, lương phẩm. Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không lãng phí hết nguyên liệu. Như vậy, cũng coi là lỗ nặng rồi, hắn tính là có thiên phú luyện đan thượng thừa, giai đoạn đầu luyện đan cũng luôn trong trạng thái thua lỗ. Tu tiên bách nghệ, nói dễ hơn làm, nghe nói. Đại đa số luyện đan sư, ngày thường chỉ luyện một hai loại đan dược quen thuộc nhất, để đảm bảo có lãi, rất ít người luyện chế nhiều loại đan dược, không chỉ lãng phí thời gian, mà thường còn thua lỗ. Trần Tam Thạch rõ ràng là một ngoại lệ. Kỹ nghệ, luyện đan, chưa nhập môn, tiến độ, 50 phần 100, hiệu dụng, tạm thời không có, tiến độ đã quá nữa. Trần Tam Thạch ước chừng, đợi đến khi hắn luyện ra được chân vũ đan, chắc là có thể nhập môn, đến lúc đó lại luyện chế đan dược, chắc là sẽ không vất vả như vậy nữa. Đại công cáo thành. Hắn vung tay áo, thu hết mọi thứ vào trong túi trữ vật. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một chuyện, ngưng hương, ngươi qua đây một chút. Trần Tam Thạch lấy từ trong ngực ra một tấm da dê. Đây là khế ước giữa hai người bọn họ. Sau khi tiệc rượu tối hôm qua kết thúc, tứ sư huynh đã trả lại cho hắn. Hắn hỏi, cái này, giải trừ như thế nào, giải trừ ngưng hương tiến lại gần đôi mắt như thu thủy có chút lay động tướng quân thật sự mau lên trần tam thạch thúc giục ta còn phải tu luyện trước tiên niệm chú sau đó thi pháp cuối cùng xé bỏ khế ước này là được ngưng hương ngồi xuống bên cạnh hắn tướng quân nô gia dạy ngài dạy từng bước một trần tam thạch làm theo từng bước cuối cùng còn đốt khế ước thành cho trước mặt ngưng hương bằng dị hỏa hắn nói từ nay về sau ngươi là thân tự do, muốn đi thì đi ngay bây giờ cũng được, nếu muốn ở lại, ta cũng sẽ thay sư phụ, che chở cho hai người các ngươi. Tướng quân nhân nghĩa như vậy, Nô Gia cũng nhất định không phụ tướng quân. Tay áo của ngưng hương bay bay, đưa tay chỉ trời, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay ngưng hương ở đây thề, đời này kiếp này, nguyện làm người hộ đạo của Trần Tam Thạch, hầu hạ bên cạnh, nếu trái lời thề, ngủ lôi quanh đỉnh, cắt đứt luân hồi. Sư phụ, Ngài 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 chiêu chiêu có chút lấp bắp nói Sao ngài lại phát cả đại thệ thiên đạo Sau này chẳng phải thật sự không thể đổi ý nữa rồi sao Trần Tam Thạch có chút khó hiểu về lời thề đột ngột của nàng Đại thệ thiên đạo Đại thệ thiên đạo không giống như khế ước Chiêu chiêu làm ra vẻ hiểu biết giải thích Khế ước thì Chủ nhân có thể nắm giữ sinh tử Ví dụ như trước đây nếu ngài không vui có thể xé bỏ khế ước Hoàn toàn có thể lấy mạng của tu sĩ cấp thấp Nhưng đại thệ thiên đạo thì không ngài không thể dựa vào lời thề, chủ động làm gì sư phụ ta, ngược lại là sư phụ ta không thể trái lời thề, nếu không thì sau này mỗi lần tu luyện đột phá đều sẽ gặp phải tâm ma hoặc thiên phạt, cho đến khi thân tử đạo tiêu. Quan trọng nhất là, khế ước có thể giải trừ, còn đại thệ thiên đạo là phải theo suốt đời. Sư phụ, ngài làm vậy để làm gì, chỉ để thể hiện thành ý mà thôi. Ngưng hương nghiêm chỉnh hành lễ, sau đó nói, tướng quân, nô gia từ nhỏ đã không nơi nương tựa, bây giờ lại phản bội tầm tiên lâu thật sự là không nhà để về không chỗ để đi từ nay về sau thật sự phải đi theo tướng quân rồi tùy ngươi trần tam thạch đại khái đã hiểu hắn cũng không biết nói gì hơn hơn nữa đây cũng là đối phương tự nguyện hơn nữa sau khi từ thiên nhai hải giác trở về theo một ý nghĩa nào đó nữ nhân này quả thật là một trong những người có thể tin tưởng nhất các ngươi ra ngoài trước đi trần tam thạch đuổi bọn họ ra ngoài sau đó nuốt một viên dưỡng kinh đan, bắt đầu đột phá cuối cùng. Đan dược vào bụng, linh khí lưu chuyển, nuôi dưỡng cơ thể, bổ sung kinh mạch. Trần Tam Thạch vung cây thấp tuyền thương trong tay, đầu tiên là một tầng hộ thể cương khí long bàn hổ cư, sau đó là từng luồng thương cương lạnh lẽo bắn ra, không khí trong phạm vi mấy trượng đều bị vặn vẹo. Hóa cương thành hình, là huyền tượng, huyền tượng cảnh giới đại thành. Chính là dựa vào ý của công pháp tu luyện ngưng tụ ý này thông qua cương khí thành hình coi như là phiên bản cường hóa của cương khí ngoại phóng nhưng trong đó bao hàm ý mang lại sự gia tăng không thể so sánh với cương khí bình thường hơn nữa chỉ có sau khi đột phá đến huyền tượng cảnh giới đại thành mới có thể luyện cương khí đến mức tận cùng để chuẩn bị tốt cho bước tiếp theo là đột phá vũ thánh hóa cương khí thành chân khí trong viện liên tục vang lên những tiếng nổ như sấm rền càng ngày càng nhập tâm cây trường thương trong tay Trần Tam Thạch như một con thanh long điên cuồng múa, còn hắn thì nắm lấy đuôi rồng, khiến nó như cánh tay của mình, cương khí xung quanh càng theo đó ngưng tụ thành hình thanh long. Hình thanh long, tiếp theo là hình bạch hổ, hình huyền vũ, và cuối cùng là hình chu tước, bốn hình cương khí, tùy ý biến hóa, tùy tâm mà động, tùy thương mà hình, huyền tượng cảnh đại thành. Công pháp, trấn quốc long thương. Huyền tượng, đại thành, tiến độ, không, hiệu dụng, tứ tượng thiên cương, tứ tượng thiên cương, trấn nhiếp phổ la, bao dung vạn tượng, nói đơn giản. Chính là dưới sự gia trì của tứ tượng, thương pháp của Trần Tam Thạch, bây giờ gần như có tất cả những điểm mạnh của huyền tượng cảnh bình thường, được coi là vua của vạn tượng, trong cùng cảnh giới, không ai có thể địch lại. Tiến thêm một bước nữa. Chính là Vũ Thánh Nhân gian trước năm Long Khánh 57. Vũ Thánh dưới trời, một bàn tay đều có thể đếm hết. Sau đó, ở cực bắc không biết triều đình có được bảo vật gì dẫn đến số lượng vũ thánh tăng lên như nấm hơn nữa theo ý của tứ sư huynh cho đến bây giờ đồ vật kia vẫn chưa dùng hết triều đình vẫn còn nhưng dù sao đi nữa sau khi đột phá đến vũ thánh dù ở trong phàm tục này cũng đứng ở tầng cao nhất hoàn toàn có thể trấn thủ một phương chỉ cần không chủ động đi làm chó cho người ta rất khó phải nhìn sắc mặt người khác cho dù đến tu tiên giới vũ thánh cũng tương đương với luyện khí trung kỳ trên vũ thánh có thể đạt đến hậu kỳ thậm chí viên mãn mà vũ thánh bất quá chỉ là đỉnh phong của vũ đạo đệ nhất cảnh vẫn chưa được coi là đệ nhị cảnh thực sự từ đó có thể thấy độ mạnh của vũ đạo không hề thua kém tiên đạo nếu tu luyện cả hai đạo càng có thể hộ đạo trường sinh hiện tại trần tam thạch chính là có ý định như vậy trường sinh tiên đồ phải tu vũ đạo cũng phải luyện hắn thân là huyền tượng võ giả sau khi tu luyện hai đạo pháp thuật đã không hề sợ tu sĩ luyện khí sơ kỳ đợi đến sau khi đột phá vũ thánh đối phó với tu sĩ luyện khí trung kỳ chắc là cũng không thành vấn đề sau khi đột phá trần tam thạch không nghỉ ngơi một chút nào lập tức tiếp tục tu luyện công pháp vũ thánh cảnh giới dù là hắn sau khi xem xong công pháp cũng cảm thấy hơi đáng sợ trong đó chỉ riêng là trạm công đã bao gồm hơn một ngàn loại chiêu thức thương pháp càng là vô số kể không chỉ bao hàm những điểm mạnh của tất cả thương pháp trên đời, còn có tinh túy của hơn 100 loại trường binh khí, tất cả mọi thứ dung hợp lại với nhau, biến thành trấn quốc long thương. Vũ Thánh là gì? Thánh nhân nhân gian, chính là đỉnh cao trên con đường nào đó, thoát khỏi phàm thai, bất kỳ Vũ Thánh nào, nếu muốn đều có thể khai tông lập phái, lưu truyền hàng trăm năm. Trạm công dù nhiều. Trần Tam Thạch có thể nhớ rõ từng cái một. Dù chiêu thức phức tạp nhưng hắn sớm đã luyện tập hàng trăm loại công pháp. Chỉ hai ngày sau, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được công pháp Vũ Thánh Cảnh Giới. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Vũ Thánh, Tiến Độ, 5 phần 100, Hiệu Dụng, Tạm Thời Không Có, Tiến Bước Tiếp Theo Này. Nhìn như chỉ là vượt qua một ngưỡng cửa. Nhưng cũng chính là ngưỡng cửa này, không biết đã chặn đứng bao nhiêu thiên tài tập võ ở phàm giới lấy sư huynh sư tỷ của trần tam thạch làm ví dụ trong số bọn họ cũng không thiếu người có thân thể vũ thánh nhưng lại mắc kẹt ở huyền tượng cảnh giới đại thành nhiều năm khổ sở không thể đột phá có thể thấy được độ khó của nó hắn bị mắc kẹt thì không đến nỗi nhưng cũng cần có thời gian tốt nhất là luyện chế được chân vũ đan có thể rút ngắn tốc độ rất nhiều nhưng trước mắt không có thời gian luyện đan nhanh nhất cũng phải mất mấy ngày sáng mai hắn phải vào quân doanh điểm binh sau đó xuất phát đi hổ khâu sơn trinh sát địch tình nếu không ngoài ý muốn tiếp theo là phải đánh trận cuộc chiến quy mô lớn như vậy sợ là phải đánh một hai năm may mà bây giờ có túi trữ vật lò luyện đan và nguyên liệu đều có thể mang theo bên người có thể lợi dụng thời gian trống trong lúc đánh trận để luyện đan trước khi đi còn phải đi một chuyến đến phủ đốc sư trần tam thạch nhìn thời gian đã gần đến giờ tí hắn lấy từ trong túi trữ vật ra hai loại linh thảo phối hợp với một số bảo dược chế thành cao bảo vệ cơ thể đơn giản sau đó đi thẳng đến phủ đốc sư đến tìm tiểu thư quản gia từ chối thẳng thừng theo quy củ sau khi định ngày cưới trước khi thành hôn ngươi không thể gặp tiểu thư mau mau về đi không sao nói mấy câu là đi thân hình trần tam thạch lóe lên vòng qua quản gia tiến vào trong phủ biến mất không thấy đâu hừ tiểu tử này quản gia cũng là huyền tượng vốn định đi ngăn cản kết quả phát hiện mình không đuổi kịp tiểu tử này lại đột phá rồi cốc cốc lần mò đến bên ngoài phòng của sư tỷ trần tam thạch nhẹ nhàng gõ cửa sổ ai giọng nói lạnh lùng của tôn ly vang lên trần tam thạch dán vào cửa sổ ta sư đệ sư đệ trong phòng vang lên giọng nói của tôn ly giờ này ngươi đến làm gì không có gì trần tam thạch nhẹ giọng nói ta biết quy củ ta không nhìn ngươi đây không phải ngày mai phải đi đánh trận rồi sao đến đưa cho ngươi một thứ, ngươi mau mở cửa sổ ra. Mấy hơi thở sau, cửa sổ mở ra một khe hở. Đổ vào nước tắm là được. Trần Tam Thạch đặt lọ sứ lên bệ cửa sổ, quay người định đi. "Này, ngươi đợi một chút." Dưới ánh trăng, một bàn tay mềm mại đưa ra, cầm theo bùa hộ thân, "Cái này, cho ngươi." "Lại là bùa hộ thân, ngươi có ý gì? Ta xem thử xem tay nghề có tiến bộ không?" trần tam thạch nắm lấy bàn tay thong thả của sư tỷ quan sát bùa hộ thân trong lòng bàn tay nàng này ngươi tôn ly hơi cứng đờ nhưng cũng không dãy ra trần tam thạch không ngờ nữ tử tập võ tay cũng mềm mại như vậy xem ra ngày thường thật sự không ít dùng bảo dược để bảo dưỡng im lặng cả hai người đều không nói gì cứ như vậy khoảng một tuần trà khụ 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 trong viện ở xa xa đột nhiên vang lên tiếng ho khan sư tỷ ta đi trước đây trần tam thạch vội vàng buông tay ra thu bùa hộ thân lại sau đó xoay người chạy đi lạc diệp viện phòng ngủ tôn tượng tức giận đập bàn tiểu tử thối tiện nghi gì cũng để một mình hắn chiếm hết rồi ha ha trẻ tuổi tài cao cháu gái của trẫm cũng không coi là ủy khuất tào khải chậm rãi nói nói đi tôn tượng liếc nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói ngươi lại đến làm gì sau khi trở về từ thiên nhai hải giác trẫm thấy ngươi bị thương quá nặng, nên đặc biệt giúp ngươi cầu tiên dược. Hoàng đế Long Khánh vừa nói, vừa vung tay áo, trên bàn lập tức xuất hiện rất nhiều bình lọ. Tào Khải à Tào Khải! Tôn tượng cười lạnh nói, có phải ngươi ngồi trên Long ỷ quá lâu rồi, đến mức bất kể đi đâu, làm gì cũng phải giả vờ giả vịt, đừng có mà mèo khóc chuột giả từ bi ở đây, bất kể là trước đây ngươi đến thiên nhai hải giác tìm ta, hay là tìm những đan dược chữa thương này, chẳng qua là sợ ta chết rồi, chuyện ở dãy núi La Thiên không có ai xử lý. Tào Khải, ngươi thật thông minh, thông minh đến mức lão phu phát ra nội tâm sợ ngươi, hai năm trước. Sự kiện 10 ngày ở Vân Châu Lão Phu đã từng nghĩ Ngươi hợp tác với vua thần giáo và người mang Chẳng lẽ thật sự không lo lắng bọn chúng lớn mạnh lên sẽ phản lại mình Phản lại gian sơn tàu gia của ngươi sao Nghĩ mãi không ra Lão Phu đã hiểu ra Ngươi không lo lắng Bởi vì nói đến đây tôn tượng dừng lại, bởi vì Lương Châu còn có lão phu sắp chết này, ngươi biết bất kể loạn đến mức nào. Cuối cùng đều có lão phu và mười mấy vạn tướng sĩ Lương Châu thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi, ha ha người tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Tào Khải, ngươi thật sự là một đế vương hợp cách. Trong mắt ngươi, tất cả mọi người đều là quân cờ. Sắc mặt của Hoàng đế Long Khánh trầm xuống. Hắn chậm rãi nói, trẫm dù sao cũng coi ngươi là huynh đệ, huynh đệ, tôn tượng kinh thường nói, ngươi cho rằng, lão phu không biết năm đó tứ đệ chết như thế nào sao? Ngươi phái hắn đi hộ tống thái tử về kinh, kết quả cả hai đều chết một cách khó hiểu. Là ngươi, bảo vương vĩnh quý nói cho tứ đệ, bảo hắn ra tay giết chết thái tử, sau đó để rửa sạch hiềm nghi của ngươi, lại bảo tứ đệ tự sát, huynh đệ trong mắt ngươi, coi như xe chó, hôm nay ngươi đến nhà lão phu. Bề ngoài quan tâm. Chẳng qua là muốn nhắc nhở lão phu, chúc thọ nguyên cuối cùng này của lão phu phải dùng để giúp ngươi xử lý chuyện ở dãy núi la thiên nếu không thì tôn gia của lão phu diệt tộc đúng hay không đúng tào khải im lặng rất lâu sau ánh mắt của hắn trở nên uy nghiêm lạnh lẽo đế vương chi uy phát ra tôn tượng đây là trách nhiệm mà ngươi thân là đốc sư phủ đốc sư bắc lương nên gánh vác cũng là việc mà ngươi thân là thần tử nên làm không cần ngươi nói lão phu vì bách tính lương châu cũng sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này tôn tượng lạnh lùng nói sáng mai ngươi cùng ta vào núi trong đó vẫn còn một số kỳ quái chưa làm rõ ngươi cũng nên góp một phần sức lực trẫm tất nhiên sẽ đi hoàng đế long khánh đồng ý tôn tượng lười ở chung một phòng với hắn hai tay chấp sau lưng đẩy cửa đi ra có đôi khi lão phu nghĩ có phải trên chiếc lông ỷ kia ẩn giấu âm hồn lệ quỷ người ngồi lên đó đều sẽ bị đoạt xá thân thể sau đó trở thành bộ dạng mà tất cả mọi người đều không nhận ra sau này không cần giả bộ gọi lão phu là huynh đệ nữa. Huynh đệ của lão phu là Tào Khải, đã chết từ lâu rồi. Giờ Mão. Trần Tam Thạch đến phòng chính, lấy bộ áo trắng mà Lan Tỷ Nhi đã chuẩn bị sẵn cho hắn, mặc chỉnh tề xong nhét bùa hộ thân vào trong ngực, sau đó đeo cung tên lên lưng, cầm trường thương, bên hông đeo thêm trấn nhạc kiếm, cuối cùng lại kiểm tra một lần Huyền Châu trong túi trữ vật. Thông qua thời gian này tích lũy, Huyền Châu bên trong Huyền khí màu trắng đã tự động khôi phục đến trình độ của hổ lao quang, thậm chí còn mạnh hơn một chút, lấy ra bày thiên binh trận pháp vào thời điểm quan trọng, chính là một trợ lực lớn. Trước khi hắn trở về, tứ sư huynh đã ăn ý giúp đỡ luyện tập trước các loại trận pháp. Trần Tam Thạch thời gian này cũng không ít luyện tập, hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Bên trong còn có thanh khí mà Mai Tiên Sinh để lại, vẫn ở trong trạng thái không thể thúc dục, tạm thời vẫn chưa biết nên sử dụng như thế nào. Ta đi đây, trước cửa phủ đốc sư. Trần Tam Thạch bế con gái từ trên lưng ngựa xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nàng, sau đó dục ngựa đi thẳng. Đến quân doanh. Tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đã sớm toàn thể ở trên thao trường chờ lệnh. Sau khi điểm danh xong, Trần Tam Thạch bắt đầu chọn người, sở sĩ Hùng, Hạ Tông, Mạnh Đỉnh Tân, ba người các ngươi chọn 800 kỵ binh nhẹ, sau khi trời tối hôm nay, theo ta vào mặt Bắc, đến hổ khâu sơn thăm dò thực hư của địch, Tung lệnh, tối hôm đó. 800 kỵ binh nhẹ hồng trạch, chuẩn bị sẵn sàng ở cửa ra của trường thành. Lục hoàng tử tào hoáng, giám quân hầu công công, đại tướng quân lữ tịch và tứ sư huynh phòng thanh vân đích thân đến tiễn. Trần tướng quân, tào hoáng dạng đi dạng lại, lần xuất thành này, mục đích chính vẫn là thăm dò thực hư, làm rõ bố trí binh lực bên ngoài, chúng ta mới có thể sắp xếp chiến lược tiếp theo. Nhớ kỹ, mục đích chính là trinh sát, gặp tình huống ngàn vạn lần đừng ham chiến, ngươi là một trong những mảnh tướng hàng đầu của triều đại thịnh nếu có bất cứ ngoài ý nào sẽ là tổn thất lớn của quân bắc lương con hải đông thanh này mới được huấn luyện không lâu trước đây từ nay về sau thuộc về trần tướng quân hắn vừa nói vừa vương cánh tay đưa một con hải đông thanh vừa trưởng thành ra con hải đông thanh này toàn thân là màu xanh núi đẹp mắt mắt chim là màu xanh lam rất đẹp trần tam thạch cũng coi như có thiết bị liên lạc của riêng mình không cần phải mượn của người khác nữa hắn dùng mũi thương đâm rách ngón tay hải đông thanh lập tức há miệng uống máu tươi nhỏ xuống đây là nhỏ máu nhận chủ huấn luyện được hoàn thành trước khi trưởng thành sau khi trưởng thành hải đông thanh sẽ nhỏ máu nhận chủ nếu chủ nhân chết nó sẽ rất nhanh mang tin buồn và tình báo đến bên cạnh một vị đại tướng khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ tuyệt thực mà chết sau chết này gọi ngươi là thanh điểu đi Trần Tam Thạch tùy tiện đặt một cái tên. Hải Đông Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, dường như muốn nghiêm túc ghi nhớ khuôn mặt này và mùi của chủ nhân, sau đó vỗ cánh, biểu thị đã nhận chủ thành công. Xuất phát, giá 800 kỵ binh nhẹ lần lượt rời khỏi cổng thành trong bóng đêm, sau đó chìm vào trong thảo nguyên sa mạc vô biên vô hạn. Liên tiếp mấy ngày trinh sát, bọn họ đại khái đã làm rõ được bố trí binh lực. Toàn tuyến khai chiến, không chỉ đơn giản là lương châu mà là ba châu Tây Bắc, cộng thêm hai châu phía Bắc, tổng cộng năm châu cùng nhau khai chiến, trong đó cũng bao gồm cả Vân Châu. 14 doanh binh mã sẽ đưa ra sắp xếp tương ứng theo bố trí binh lực của địch. Bởi vậy, không chỉ có Trần Tam Thạch dẫn binh ra ngoài trinh sát địch tình, mấy châu khác cũng đang làm theo. Lương Châu đối ứng là bộ tộc Vũ Văn, binh lực bố trí ở vòng ngoài tổng cộng khoảng 4 vạn, số lượng không nhiều, hơn nữa còn đang đóng quân dựng trại, không có dấu hiệu muốn gấp rút tấn công. Vẫn chắc chậm rãi như vậy, không vội không vàng, sau một ngọn đồi. Trần Tam Thạch ngồi dưới đất, trước mặt là bản đồ được trải ra. Bọn họ quan sát thấy, binh lực của quân mang bên ngoài Lương Châu không nhiều. Phải biết rằng, cuộc tranh chấp giữa Đại Thịnh và quân mang Đại Mạc, do vị trí địa lý cộng thêm các yếu tố khác, chủ chiến trường luôn là thành Lương Châu, mấy châu khác nhiều hơn là phụ trợ. Trong thành Lương Châu, bây giờ có 5 doanh binh mã, cộng thêm binh lực vệ sở, cộng lại có hơn 10 vạn trong đó còn có vũ thánh lữ tịch và phối thiên nam bình yên vô sự trong loạn thái tử lần trước cộng thêm sư phụ hắn lão nhân gia sư phụ đã già thọ nguyên không còn nhiều nhưng vẫn chưa chết chỉ từ tình huống của thiên nhai hải giác mà xem trần tam thạch tin tưởng chỉ cần lão nhân gia người còn chưa nhắm mắt thì không phải bất kỳ người phàm tục nào cũng có thể làm bị thương được cho nên dãy núi la thiên trần tam thạch đột nhiên ý thức được Sư phụ lão nhân gia người không ngồi trấn chỉ huy tiền tuyến chiến sự, chỉ sợ là muốn ở lại hậu phương, giải quyết vấn đề của dãy núi La Thiên. Nhưng dù sao đi nữa, bên ngoài thành Lương Châu tổng cộng chỉ có 4 vạn binh lực, số lượng thật sự là quá ít. Hơn nữa theo quan sát của bọn họ, quân mang bên ngoài thành Lương Châu cho người ta cảm giác có nề nếp, nắm chắc phần thắng, giống như không phải đến đánh trận, mà là đến để chờ hái quả. Chỉ 4 vạn người, dựa vào cái gì? Đương nhiên cũng có thể là quân mang chỉ dựng trại trước, chờ đại quân đến mà thôi. Cụ thể như thế nào, vẫn phải nhìn toàn cục. Tính ngày thì, tình báo của bốn châu còn lại cũng đã được gửi đến. Nghĩ như vậy, Trần Tam thạch ra lệnh cho thuộc hạ chờ ở đây. Tuyết rơi rồi. Mấy thuộc hạ nhẹ giọng bàn tán. Bây giờ là giữa tháng 10. Đối với Bắc Lương mà nói, tuyết rơi không có gì lạ chỉ là trận tuyết này dường như hơi lớn. Kèm theo gió lạnh buốt, chỉ thấy bầu trời không biết từ khi nào đã bị mây đen dày đặc che phủ, tuyết lớn như lông ngỗng từ chín tầng trời bay bay chậm chậm rơi xuống, rơi trên áo giáp của các tướng sĩ, lâu lâu mới tan ra, mọi người rất nhanh đã biến thành người tuyết, may mà đều là người tập võ, chọn ra lại đều là tinh nhuệ, không đến mức chịu không nổi cái lạnh này. Sao có cảm giác như đến ngày đông giá rét rồi, đúng vậy hơn nửa mấy năm gần đây lương châu cũng không có trận tuyết nào lớn như vậy trần tam thạch đưa tay ra đóng một bông tuyết nửa ngày sau mới dần dần tan thành nước trận tuyết này không bình thường hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về hướng dãy núi la thiên đúng lúc này thanh điểu mang tình báo trở về trần tam thạch thu hồi suy nghĩ biết rằng vẫn nên tập trung vào chuyện trước mắt thì hơn trên tình báo là bố trí binh lực của quân mang ở khu vực khác Hắn xem xong, đưa cho Sở Sĩ Hùng và những người khác xem. Sao có thể? Sở Sĩ Hùng rùng mình, quân mang bố trí 15 vạn đại quân ở U Châu, tập trung gần như toàn bộ lực lượng Vũ Thánh, đã bắt đầu công thành từ 10 ngày trước. Địa vực rộng lớn, tình báo chậm trễ là chuyện thường. Không thể nào. Hạ Tông khó tin nói, bọn chúng không đánh Lương Châu, chạy đi đánh U Châu. Đây không phải là tìm chết sao? Đúng vậy. Mạnh đỉnh tân càng không thể hiểu nổi nói, lương châu sau lưng chúng ta, còn có hơn 10 vạn binh mã, chỉ cần trong vòng một tháng điều binh đến, chẳng phải là trước sau giáp kích, tiêu diệt toàn bộ địch quân. Không đúng, chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiêu Trưng nói theo, quân mang không phải là kẻ ngốc, bọn chúng làm như vậy chắc chắn có mục đích của mình, đại nhân, ngài cảm thấy quân mang muốn làm gì, cuối cùng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người chủ tướng của Hồng Trạch Doanh. Trần Tam Thạch không vội nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm nhìn chầm chầm vào bản đồ. U Châu, nếu hắn nhớ không lầm. U Châu hiện tại cũng có hai doanh binh mã, là hứa văn tài trấn thủ ở bên đó, cho dù binh lực không đủ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, đợi đến khi viện quân đến, quân mang chẳng phải là xong đời. Nếu thật sự làm như vậy, quân mang cũng quá ngu ngốc. Cục diện, càng ngày càng quỷ dị. Tình huống tương tự đã từng xảy ra mười ngày vân châu lúc đầu quân mang không đánh lương châu không đánh u châu lại đi đánh vân châu vô dụng nhất sau khi kết quả bị tiết lộ chứng minh mục đích của bọn chúng căn bản không phải là đất đai mà là tàn sát bách tính để huyết tế hiện tại bọn chúng lại không đánh lương châu chuyển sang đánh u châu hơn nữa vừa ra tay đã là mười mấy vạn binh lực tấn công mạnh mẽ muốn huyết tế ở u châu khả năng không lớn cho dù là lão hoàng đế cũng không có gan lớn như vậy, trong thời gian ngắn như vậy lại hợp tác với quân mang tiến hành huyết tế, có lẽ trong mắt hắn bách tính chẳng qua là trâu dê để tế lễ. Nhưng trâu dê cũng là bạc. Vân Châu đến bây giờ còn chưa khôi phục, nghe nói hơn bốn thành đất đai vẫn còn bỏ hoang, nếu U Châu lại xảy ra một lần nữa, bắt cảnh ngoại trừ Lương Châu thì thật sự xong đời. Chưa kể đến, có kinh nghiệm lần trước. Sư phụ lão nhân gia người cũng tuyệt đối sẽ không bị lừa một lần nữa. Cho nên, có thể loại bỏ trường hợp này. Vậy thì quân mang vội vã tiến vào U Châu muốn làm gì, thật sự không sợ hơn 10 vạn binh mã của Lương Châu ra hết, cắt đứt đường lui của bọn chúng trực tiếp tiêu diệt toàn bộ, dãy núi La Thiên, bản đồ vẽ rất rõ ràng. U Châu cũng liền kề dãy núi La Thiên. Nói chính xác là, dãy núi La Thiên chia cắt U Châu và Lương Châu. Quân mang và vua thần giáo, quả nhiên đang dựa vào dãy núi sâu bên trong để bố trí đại cục, thậm chí, ngay cả sư phụ cũng không hoàn toàn rõ ràng, đi, Trần Tam Thạch ra lệnh, đến hổ khâu sơn, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lần này của chúng ta, sau đó quay về thương nghị địch tình tiếp theo. Nhiệm vụ của bọn họ là làm rõ binh lực của quân mang ở Lương Châu, không thể vì U Châu xảy ra chuyện mà bỏ dở giữa chừng. Hổ Khâu Sơn Quân doanh của bộ tộc Vũ Văn Trung quân Đại Trướng Tenger Tướng Quân, nào nào nào, Cạn Ly, Tướng quốc Vũ Văn thừa chiêu nâng chén uống rượu cùng với hai tướng quân dưới trướng, sẽ không bao lâu nữa, Lương Châu sẽ không còn một bóng người, sau đó chính là tộc Thiên của chúng ta tiến vào trung nguyên, hắn vừa là tướng quốc, lại là hoàng thất, ở bộ tộc Vũ Văn có thể nói là địa vị cao quyền trọng. Ha 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 ha, Tenger tướng quân uống cạn rượu mạnh, người thịnh làm sao cũng không ngờ được, chúng ta dựng một chiến tuyến dài như vậy bên ngoài thành Lương Châu, chỉ là để mê hoặc bọn chúng, mục tiêu của chúng ta là U Châu, chỉ cần ở U Châu kiên trì mấy tháng, cổ mạch phục sinh sau đó, đại trận huyết tế thành hình, hàng triệu người thịnh ở Lương Châu, đều sẽ hóa thành dưỡng liệu của chúng ta, tôn tượng gì, lữ tịch gì, còn có tên Trần Tam Thạch mặc áo trắng đánh trận kia, cho dù bọn chúng có. Bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không sử dụng được, không đúng, ước chừng đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, Đạt Nhật Axit vừa nói vừa cười to. Không sai, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Vũ Văn thừa chiêu sờ chòm râu bệnh thành hình cái bím dưới cầm, Nghe nói gần đây có một nhóm kỵ binh nhỏ lượn lờ quanh đây, người cầm đầu có thể là một nhân vật lớn, đừng để lật thuyền trong mương. Chỉ là mấy trăm người thôi, Tenger nặng nề đặt chén rượu xuống, âm trầm nói, giống như rùa nhặn bay tới bay lui khắp nơi, ta sớm đã muốn bóp chết bọn chúng rồi, bên ngoài quân doanh. Xoẹt sau khi hỏi xong, sở sĩ Hùng dùng một đao chém chết tên lính quân mang bắt được. Tướng quân, hỏi rõ rồi. Hổ khâu sơn chỗ này, đại khái có hai vạn binh mã, đều là tinh nhuệ người chịu trách nhiệm trấn thủ là tướng quốc vũ văn thừa chiêu của bộ tộc vũ văn cộng thêm hai phó tướng dưới trướng tổng cộng có ba tên huyền tượng cảnh giới đại viên mãn không dễ chọc nghe thuộc hạ báo cáo trần tam thạch xác nhận lại người nói hổ khâu sơn có hai vạn binh mã ba tên huyền tượng đại viên mãn không sai có đến ba tên huyền tượng viên mãn lực chiến đấu thật sự rất mạnh nếu tính cả hai trại đóng quân gần đó binh lực cũng có thể đạt đến khoảng ba vạn sở sĩ hùng nặng nề gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng nói chúng ta đã hỏi rõ thì mau mau trở về thôi tuần tra của bọn chúng đã bị bắt mấy tên rất nhanh sẽ phát hiện ra dị thường nếu bị kỵ binh nặng của bọn chúng bao vây thì sẽ phiền phức nói chuyện xa xa đã có ánh lửa bừng sáng rõ ràng là đã phát hiện ra tình huống các huynh đệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi một lệnh của chủ tướng sẽ rời khỏi nơi này trước tuy nhiên bọn họ lại thấy đại nhân nhà mình xoay người lên ngựa sát ý từ trên người hắn lan tỏa ra nhìn chằm chằm vào trung quân chủ tướng phía trước giọng nói như tiếng trống trận không có vũ thánh hai vạn người cũng dám đóng quân dựng trại trước mặt ta tám trăm kỵ binh nghe lệnh theo ta xông thẳng vào trung quân của quân mang chém giết chủ tướng bắt sống vũ văn thừa chiêu cái gì sở sĩ hùng sửng sốt đại nhân bọn chúng có hai vạn người ta có thể lấy đầu của tướng địch trong vòng vây của vạn quân trần tam thạch từ từ dơ trường thương lên các ngươi chỉ cần xông vết, ngoài ra viết một phong thư cho thanh điểu, ra lệnh cho toàn quân hồng trạch doanh trong trường thành xuất kích, trước khi trời sáng, chạy đến tiếp quản doanh trại của hổ khâu sơn, tạm thời vẫn chưa rõ ý đồ của quân mang. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, không thể ngồi chờ chết trong thành. Trước tiên chiếm lấy hổ khâu sơn, cho dù sau này đến U Châu Chi Viện, cũng có thể đảm bảo Lương Châu không bị tập kích, Trần Tam Thạch đã quan sát hổ khâu sơn gần 2 tháng. Hắn còn tưởng rằng, có người thân phận như tướng quốc ở đây, ít nhất cũng sẽ có một vũ thánh tọa trấn, kết quả lại không có. Ba tên huyền tượng cảnh giới đại viên mãn. Nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng Trần Tam Thạch đã không còn là tên huyền tượng tham tướng, đánh trận phải trốn đông trốn tây, vắt hết óc để tìm ra sơ hở của địch nữa. Dưới vũ thánh. Hiện tại không có ai có thể cản được hắn, chỉ cần không thể vây khốn được hắn, bao nhiêu binh mã cũng không có tác dụng, kiệt sức hắn vừa ăn một viên bít cốc đan đâu ra mà kiệt sức giá không đợi tướng sĩ dưới trướng phản ứng lại bộ áo trắng ngựa trắng kia đã sớm chìm vào trong bóng tối đầy tuyết bay xông thẳng về phía có ánh lửa sáng nơi đó là trung quân đại trướng của địch doanh đại nhân sở sĩ hùng trợn mắt há mồm hai vạn người xông vào đó không phải là chết sao cho dù là huyền tượng đại thành giấc khoảng một ngàn người cũng sẽ kiệt sức nếu đối phương có võ tướng cùng cảnh giới nhiều nhất cũng chỉ giết được mấy trăm người chưa kể đến đối phương có đến ba tên huyền tượng cảnh giới đại viên mãn cộng thêm hai vạn người cho dù là tám trăm người đều xông vào cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng trước khi đến lương châu trong tưởng tượng của sở sĩ hùng về vị võ nghĩa bá này nhiều hơn là một vị trí tướng nào ngờ còn có một mặt dũng mãnh như vậy không đúng đây không đơn giản là dũng mãnh mà là hành vi của kẻ liều mạng cho dù là vũ thánh bình thường trong trường hợp đối phương có ba tên huyền tượng cũng không dám xông loạn như vậy tướng quân, theo thôi, nói hay lắm, tướng quân nói bọn chúng là xe chó. Vậy thì cho dù bọn chúng có 10 vạn người, cũng là xe chó, dết, dù không thể hiểu được. Nhưng Hạ Tông và những người khác vốn cũng chưa từng đoán được suy nghĩ của tướng quân. Bọn họ chỉ biết, phục tùng mệnh lệnh. Là có thắng trận, đây chính là tác dụng mà danh tiếng mang lại, sĩ khí vô địch, dù chỉ có 800 người, bọn họ cũng đều mang theo tín niệm tất thắng bày trận, mang theo sát khí ngập trời và tiếng vó ngựa như sấm rền xông thẳng đến đại doanh của địch. 800 quân kỵ, đại tuyết tập tiếp địch doanh, trường thành Lương Châu. Lục hoàng tử Tào Hoáng tự mình làm, mỗi ngày đều sẽ cẩn thận hỏi thăm tình huống phía trước, chỉ chờ xem tình huống của quân địch bên ngoài Hổ Khâu Sơn như thế nào, sau đó nhanh nhất có thể đưa ra ứng đối. Điện hạ, không xong rồi, Hải Đông Thanh mang tin về, Trần tướng quân dẫn theo 800 kỵ binh nhẹ trực tiếp dết vào đại doanh của địch, nói muốn ngay đêm nay chiếm lấy Hổ Khâu Sơn, tạo điều kiện cho quân ta tiến quân và chi viện U Châu sau này. Ngươi nói cái gì? Tào hoáng túng lấy tình báo, luôn cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Bọn họ chỉ có 800 người, bản vương để hắn đi trinh sát thử nghiệm, không để hắn đi tiêu diệt địch quân, 800 kỵ binh nhẹ này, về bản chất chỉ là một đội, giả dạ bất thu, lớn, cũng có thể gọi là trinh sát. Nhiệm vụ của họ là đi thăm dò tình hình rồi quay về làm gì có trinh sát nào đang lượn lờ bên ngoài lại xông thẳng vào đại doanh của địch chứ đây mà là trinh sát ư ở trong đại mạc một khi bị bao vây thì gần như không có địa hình nào để vòng qua chỉ có thể đụng độ trực diện để phá vòng vây ngay cả thần tiên đến cũng bó tay một võ giả huyền tượng đại thành nếu bị đại quân vây khốn trước khi kiệt sức có thể giết được hơn một nghìn người nhưng vấn đề là trong trướng của tướng quốc ở thử khâu sơn đâu chỉ có một đại tướng mà là ba người tào hoáng lo lắng đi đi lại lại trước sa bàn trần tướng quân bảo bổn vương hạ lệnh ra lệnh cho toàn bộ tướng sĩ hồng trạch doanh xuất thành ngay trong đêm chuẩn bị tiếp nhận doanh trại và tù binh của địch ở thử khâu sơn phòng tướng quân ngươi thấy nên làm thế nào điện hạ yên tâm trần tướng quân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu nếu ông ấy đã đi rồi thì cứ làm theo lời ông ấy nói đi đúng vậy triệu vô cực người cũng đang ở lại lương châu cũng lên tiếng trần tướng quân chắc đang dùng mưu kế gì đó cần đại quân ở phía sau tiếp ứng nếu chậm trễ thì không hay. Nếu đã như vậy, thì cứ làm theo đi. Lục hoàng tử tào hoáng vẫy tay nói, mau đi hạ lệnh, để các tướng sĩ hồng trạch doanh xuất thành từ hướng chính Bắc, thẳng tiến đến thử khâu sơn, nhất định phải đến nơi trong vòng một ngày. Hồng trạch doanh có 15.000 người, tất cả đều là kỵ binh, vô cùng quý giá. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là Trần Tam Thạch. Nếu hắn có chuyện gì, thì tổn thất không chỉ là 15.000 người. Trước đây khi bị giam lỏng ở Kinh Thành, Tào Hoáng nhận được tin tức bên ngoài đều dựa vào tình báo, cũng là thông qua từng tờ thư tín nhìn thấy những chiến tích như bốn lần vượt sông Hồng Trạch, ba ngàn phá mười vạn, tưởng chừng như hư cấu. Lúc đó hắn đã nghĩ, thống soái phụ trách ngồi ở đại bản doanh, dưới trướng có một vị tướng lĩnh liên tục mang đến bất ngờ như vậy thì sẽ có cảm giác gì? Hiện tại Tào Hoáng đã hiểu. Đây không phải là bất ngờ. Đây là kinh hải, quả thực là lo sợ không yên, bởi vì bọn họ căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nơi này dường như không phải trong quân doanh mà là sòng bạc bản thân hắn giống như con bạc không ngừng đặt cược còn trần tam thạch chính là người lắc xuất sắc trước khi hắn mở nắp ra không ai biết kết quả sẽ như thế nào sau khi quyết định xong phòng thanh vân đẩy xe lăn ra ngoài sân ngẩng đầu nhìn tuyết lớn lương châu đã nhiều năm không có trận tuyết lớn như vậy rồi tuyết lớn báo hiệu mùa màng bội thu Tào Hoáng cũng đi theo ra ngoài, trên người khoác áo tròn đen. Sao tuyết này lại lạnh như vậy? Báo Điện Hà, thập nhị Điện hạ tới, thập nhị đệ, nghe vậy. Tào Hoáng siết chặt áo tròn trên người, tự mình ra ngoài nghênh đón. Giữa trời tuyết bay, thập nhị hoàng tử Tào Chi cưỡi ngựa tới, hắn xoay người xuống ngựa, cười ôm quyền hành lễ, gặp qua triệu vương. Thập nhị đệ, giữa ngươi và ta còn cần khách sáo như vậy sao? Lục hoàng tử Tào Hoán đỡ hắn dậy, ngươi đến cũng tốt, xem như bên cạnh ta có người giúp đỡ đối với ngươi mà nói được tham gia vào trận chiến lớn như vậy cũng xem như một lần rèn luyện cảm ơn lục ca đã cho thần đệ cơ hội rèn luyện này tào chi vương cổ nhìn vào trong trần tướng quân đâu đi rồi tào hoáng nói thật dẫn theo 800 trinh sát đi tiêu diệt địch rồi trinh sát tiêu diệt địch tào chi ngẩng đầu lục ca đang nói gì vậy ồ là thế này tào hoáng kể lại tình hình Lục ca để ta cũng đi đi. Tào Chi nói, ta cùng Hồng Trạch Doanh trong thành cùng đến thử khâu sơn, cũng được. Tào Hoáng dặn dò, cẩn thận mọi việc. Yên tâm đi Lục ca. Tào Chi vừa xuống ngựa lại vội vàng xoay người lên ngựa, chạy thẳng về hướng doanh trại. La Thiên Sơn Mạch Hai lão nhân trăm tuổi sống vai đi cùng nhau. Tử Chim Tào Khải thở dài nói, trận chiến lớn như vậy, ngươi thật sự giao toàn quyền cho bọn họ sao, tôn tượng tông khoanh tay đi về phía trước thỉnh thoảng dùng tay nhẹ nhàng vén những cây cối cản đường không để ý đến câu hỏi của hoàng đế ha ha cũng được tào khải như tự nói một mình thế hệ trẻ ở bắc cảnh ai nấy đều là anh tài cho dù không có tiền bối mở đường cho bọn họ chắc chắn cũng có thể đánh tốt trận này đúng lúc này một con hải đông thanh bay tới nói đến chiến sự tình báo đã đến rồi vì không muốn người khác biết mình ở đây Hoàng đế Long Khánh chỉ dùng một con hải đông thanh bình thường, hắn chậm rãi mở tình báo ra, xem xong không khỏi khẽ nhướng mày. Thú vị thật, vị đệ tử cuối cùng của ngươi, đã dẫn theo 800 trinh sát đi tập kích doanh trại rồi. Nói đi nói lại, sao lần này bố cục của mang tộc lại kỳ quái như vậy, không đến đánh Lương Châu, mà lại đi đánh U Châu, bọn chúng muốn làm gì, cái này phải hỏi ngươi. Tôn tượng Tông Lạnh lùng nói, vài ngày nữa U Châu có mở cổng thành, chủ động cho mang tộc vào không, Tôn tượng Tông, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Hoàng đế Long Khánh phủ nhận, U Châu là trọng địa, sao trẫm có thể thả hổ vào bầy dê, ngươi có cái gì sẽ không làm, chẳng qua là xem ngươi có muốn làm hay không mà thôi. Tôn tượng tông dừng bước, nhìn chầm chầm vào tầng núi thứ 12 phía trước, cũng là phần lõi nhất của La Thiên Sơn Mạch, giọng nói nặng nề hơn vài phần, nhưng Lão Phu phải nhắc nhở ngươi. Nếu không giải quyết được sát mạch, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.